ma phàn tê dạ xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na poka sambadan, sile na neputin yanti tasman, sile sông thác yên. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phát án thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thủ lành thai Uttamang ye na quan đề ăn bà đa bằng sâm Uttamang bút thể vô kali tổ đồ so bút thổ Khama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng thăm mạnh cho đuôi thằng qua rằng thăm mê vô kha li tô đồ sô thăm mồ kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sang cầm cha đu vi đốt ta măng kể tô đồ sô sang khổ kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính nhân mít trở lại cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. A se vát na cha ba la nang ban di ta nan cha se vát na pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mang ca la mo ta mang. Không gần gũi cả thân cận bậc trí hiền, cũng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ba ti u ba đê sa hoa su chi bùm bê cha ca ta pu nha ta nga ta sam ma ba ni ti cha e tang mang ca la mo ta mang. Ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Bảo sanh chân chất xếp băng cho quý nà vô cho sự xịt thi tô sụ pha sĩ ta chỉ giả qua cha hệ tăng măng ca la mô ta măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, kế huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta bi tu ba tha nam pu ta da ra sa sang ta pu na ku la cha kam man ta e tam mang ka lam bu ta mang. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đà nành cha thâm ma cha vi gia cha nha ta ka nành cha sang ka hu na wa cha ni kam ma ni e tam mang ka lam bu ta mang. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữa chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Arati virati ba ba ma cha ba na cha san nhâm mô ấp pa ma đô cha thầm bê su huệ tăng măng ca la mô ta măng. Xả ly tâm niệm ác chế ngự không say sưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Gà ra bồ chá niệm qua tô chá sanh tô thi chá cà tánh nhu ta cà lê na thăm ma sá quá năng hệ tăng măng ca la mô ta măng. Cung kính cùng khiêm nhường tri tốt và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Tinh tì chá sô quá chá sá ta sá ma na năng chá đá sá năng cà lê na thăm ma sá cà chá hệ tăng măng ca la mô ta măng. Nhẫn nhục lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tập hồ chắc văn ma cha ri dân cha ri ya sa cha na đa sa năng li ba na sa chi ki ri ya che tăng măng ca la mô ta măng. Thiền định sống phàm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng.
Phật-tha-sa-lô-ca-tham-mê-hi-chên-tăng-ya-sa-na-tâm-va-ti-a-sô-căng-vi-ra-yăng-khê-mang-ê-tăng-mang-ca-lam-vô-tăng-mang. Khi làm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Ê ta đi sa ni ca tu a na sam bát tham ma pa ra chi ta sam bát tha so tin ga chan ti tan te sam mang ca la mut tập mạnh ti. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thấp, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Tê tha la tha su ki ta vô ru na ha bô ta sa sa ne ro ga su ki ta ho tha sa ha tha bê hít nhà tị phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thù lành thai Akasattha cha phong mát tha Devanaga mất tì ca Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng Rắc khanh tu sa sa năng Akasattha cha phong mát tha Devanaga mất tì ca Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng Rắc khanh tu nô ga ru Akasattha cha phong mát tha Đề hoa na gà mất thi ca Quỳnh nhân đồ anu mô đành tu chi rằng Rắc khanh tu Nhà ta vô A ca sát tha chấp phung mát tha Đề hoa na gà mất thi ca Quỳnh nhân đồ anu mô đành tu chi rằng Rắc khanh tu ba ni nô A ca sát tha chấp phung mát tha Đề hoa na gà mất thi ca Bụn nhân nô anu mô đành tu chi rằng Rắc khanh tu nô sa đa Chư thiên ngự trên hư không địa cầu tượng ngự rõ thông mọi điều Đông vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con Bộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng Phước dài lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh thần ngọ hầu vô sanh văn kinh chi cu sa la cam mạng cách tất bằng ki ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ra tăng ca tăng về sát ta san nhi nô ác ti về cha sát ta a san nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây Lê pha ghi pha quan tu tê Dê tăng ca tăng suy đi tăng đình năng Bụn nhã pha lăng ma già dê Chắc tắc tha na cha nành ti đề Hoa lành tòa ni huệ đa dùng Sắp bề lô cầm hi dê sát ta Chị quan ta ha ra hê tu ca Ma nhuôn nhăn phô cha năng Sắp bề la phàm tu ma ma chê ta sa ti Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành do nên đều là phước báo vững bền Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lại thọ nhàn Chúng sanh hữu tượng gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là Bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lại cầu Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lặng chung hưởng được phước quý dung nhạc. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường quá thành thực phẩm, mùi hương thọa lập. Y đàn quá tá mê buôn nhân, a sá quá khá giả quan hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là bổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mũ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Và con cũng xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội và xin tất cả hãy đồng đều nhau cả thải và
bây giờ gian cũng vừa phải lẽ, con xin nhân đức trở lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 286. Và trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hicchetthapo Lokassasattha Janadhammapo Buddho Wanda Mahantang Narapu Chanayakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tu thường giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật tông, đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tát sa sát thu nô lô ca nam mình thát sa vi na ca rô cô sắp văn nhu bố thập bất đi phù tí sinh nhát tô văn đà ma hành tăng na ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quy như anh vàng, như lá soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy hằng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang phù quý số thù su ga tát sa sa vát cô sít kha su ga mô vát ra thầm mát sít kha cô niên đà vát sang sa đi a na đá rô vát rô văn đà mát hành tầng đá ra phù. Chân này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva thanantasa vi anupa ve nasasa ye nasajatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầya. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 286. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Itawasan wasissami. Itawasan wasissami. Itawasan wasissami. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Y tha là một, quát xăng là hai, quát xí xà mi là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Y tha, y tha đây là một trạng từ có ý nghĩa là ở đây. Y tha là ở đây. Chữ thứ hai wassang, wassang do cái từ wassa. Wassa là một danh từ nam tính akrantapumlinga. Và wassa ở đây được ghi theo đối cách số ít đô tỳ giáo vì phá tí e cao quá trình á, cho nên chữ wassa nó biến thành wassang. Wassang là trong mùa mưa, trong mùa mưa. Rồi cái từ thứ ba wasissami. Wasissami đây là một động từ. Động từ này số ít. Động từ nói lên cái gì? Động từ này là động từ sống. Mà ai sống? Ta sống, tôi sống.
Chị ta, chị tôi đó chính là A-mi. Ví dụ Bụt Thăng Sát Năng Gacchami, tức là tôi đi đến với Đức Phật ha. Gacchami là động từ đi. Ở đây Vasisami nói lên một cái thì tương lai, là tôi sẽ sống, tôi sẽ trải qua, tôi sẽ cư ngụ, cư trú ha. Thì cái động từ Vasati tức là động từ sống, Vasisami tôi sẽ sống à, tức là tôi sẽ sống ở đây trong mùa mưa. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Tôi sẽ sống ở đây trong mùa mưa. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Ita he man ta gim hi su. Ita he man ta gim hi su. Ita he man ta gim hi su. Câu số 2 chúng ta có hai từ. Ita là một, he tâm à, he man ta gim hi su là hai. À, thì chữ đầu tiên Ita chúng ta cũng đã biết rồi à, trong câu đầu tiên ha. Ita là ở đây. Rồi he man ta gim hi su à, ở đây có hai từ nó dính liền với nhau. Chữ he man ta là một ha, rồi gim hi su là hai ha. Chữ he man ta nó là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga he man ta có nghĩa là mùa lạnh. He man ta là mùa lạnh. Rồi gim hi su, gim hi su do cái từ gim ha. Gim ha là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga gim ha có nghĩa là mùa nóng. He man ta là mùa lạnh, gim ha là mùa nóng. Nhưng mà chữ gim ha này nó được chia theo định sở cách. Định sở cách tức là cách chia thứ 7 sát tầm mi vị pháp ti e câu a bảo hữu quá trình á. Định sở cách số nhiều ha, sát tầm mi bảo hữu quá trình á. Sát tầm mi vị pháp ti bảo hữu quá trình á, định sở cách. À, thì như vậy chữ gim ha nó biến thành gim hi su. Gim hi su à, là trong mùa nóng. Trong mùa nóng à, he man ta gim hi su ở đây có ý nghĩa là trong mùa lạnh và mùa nóng à, trong mùa lạnh và mùa nóng. Vậy thì câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Ita he man ta gim hi su. Ở đây trong mùa lạnh và mùa nóng. Ở đây trong mùa lạnh và mùa nóng. Chữ gim ha, chữ gim ha không có chữ hát. Không có chữ hát thì cái như quan ơi. Nhớ ha, chị Kim ha, không có chị hát rồi, sao tú, sao tú. Như vậy câu số 2 ha, cho chúng ta ý nghĩa ở đây trong mùa lạnh và mùa nóng. Mà mùa lạnh tức là mùa đông, mùa nóng tức là mùa hạ ha. À, mùa hạ và mùa đông à, cũng ở đó luôn. Tức là trong mùa mưa, rồi trong mùa mùa lạnh mùa nóng tức là mùa đông và mùa hạ cũng ở đây luôn à, tức là cái ý của người này vậy à. Và câu cuối cùng để nó rõ cái vấn đề đó sẽ xảy ra như thế nào à, câu 1, câu 2 rồi ha, bây giờ câu 3 chứ.
Iti ba lo vi chinh tê tí. Iti ba lo vi chinh tê tí. Iti ba lo vi chinh tê tí. Chữ iti, chữ iti là như vậy ha. Iti là như vậy. Rồi chữ ba lô do từ ba la. Ba lô ở đây đứng làm chủ từ. Bà tham án e ca va cha la vi pha tí. Cho nên ba la biến thành ba lô là kẻ ngu. Ba lô là kẻ ngu. Rồi từ thứ ba, quy trình tề tí. Quy trình tề tí, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này nó nhấn mạnh cái động từ trình tề tí, mà động từ trình tề tí do căn ngữ trình, có nghĩa là suy nghĩ. Suy nghĩ. Vậy thì quy trình tề tí, động từ số ít này nói lên ý nghĩa là suy nghĩ. Chữ iti ba lô quy trình tề tí. Như vậy hay là như thế, kẻ ngu suy nghĩ. Tức là kẻ ngu suy nghĩ như vậy. Câu số 3. Kẻ ngu suy nghĩ như thế, như vậy. Suy nghĩ rằng mùa mưa, mùa nóng, mùa lạnh, ta sẽ ở đây. Tức là họ có suy nghĩ là xin nhận nơi này làm quê hương ha. Và họ không có một cái sự suy nghĩ khác. Tức là thấy ở chỗ đó có những cái gì thích hợp, cho nên quyết định suy nghĩ là chọn nơi đó. Dù mùa mưa, dù mùa lạnh, dù mùa nóng, họ cũng ở đó. Và câu kết trong câu Phật ngôn 286 này, câu số 4: Anh ta ra dần na put chạy thi. Anh ta ra dần na put chạy thi. Anh ta ra dần na put chạy thi. Câu số 4: Mình chào cô tu nữ tự duyên đi học trễ. Câu số 4: Anh ta ra dần na put chạy thi. Cái chữ đầu tiên trong câu số 4 này, tức là chữ anh ta ra dần. Chữ anh ta ra dần, chúng ta thấy do cái từ antara. Antara. Và chữ antara này nó là một danh từ nam tính, akrantapunga. Nhưng mà danh từ nam tính này được chia theo đối các số ít. Tức là dutiya vipatti ekavachana. Cho nên antara biến thành antarayan. Antarayan là mối nguy hiểm, điều chướng ngại. Câu số 4 ha. Antarayan, mối nguy hiểm, điều chướng ngại. Alo, Sức Như Quang còn nghe rõ không? Antarayan ha, antara, mối nguy hiểm, điều chướng ngại. Rồi, sang tú, sang tú. Rồi, chữ ná là có phải không? Alo, bị thuộc nằm lòng chứ. Ná là không, biết cái chân ha. Rồi, xích kim cho một cái ô dung dung ha. Chữ ná là không, put chà tí, cái động từ. Đây là một động từ số ít ha. Động từ số ít Bucchati. Bucchati có nghĩa là sáng suốt, hiểu rõ.
Uchati là sáng suốt, là hiểu rõ. Sáng suốt hiểu rõ. Vậy thì ở đây cái câu số 4 này, antara yang napocchati, là không biết được, không biết được mối hiểm nguy, hay là không hiểu rõ mối hiểm nguy. Đó là ý nghĩa câu số 4 ha. Câu 286, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ phần sau và có được một ý nghĩa tương đối. Ta sẽ sống ở đây trong mùa mưa, ở đây trong mùa lạnh và mùa nóng. Kẻ ngu suy nghĩ như thế, không biết được mối hiểm nguy. Xin lặp lại. Ta sẽ sống ở đây trong mùa mưa, ở đây trong mùa lạnh và mùa nóng. Kẻ ngu suy nghĩ như thế, không biết được mối nguy hiểm. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn, năm chữ: mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Rồi. Như vậy câu Phật ngôn 286 chúng ta cũng đã tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong. Nhưng mà có người thắc mắc là nghe không có thông, cho nên đưa bàn tay. Rồi mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con có câu hỏi chỗ câu số 3 đó sư. Ý tí ba lô quý trình tề tí. Ý tí á, sư nói có nghĩa là nó cũng vậy hay lắm. Nhưng mà con học trong sách nó nói là chữ ý tí nó là cái chấm á sư, cái chấm hay là cái chấm than á, cái dấu than á. Cái nếu mà cuối câu thì nó chấm, còn thôi là nó chấm than. Chấm than, nó question cho nó chấm than á sư. Chờ con sư suy dịch ra là như vậy, như thế. Thì con biết con chỉ hỏi vậy thôi. Dạ con xin sư giúp đỡ. Con xin trả máy rồi. Sự thắc mắc của sư Kim cũng có lý. Bởi vì khi mà nó đi rời ra thì nó là ý tí, mà nó đi theo sau một cái từ nào đó gọi là tiếp vĩ ngữ thì chúng ta thấy chữ tí thôi, hoặc là có chữ ý tí nó được mất đi chữ ý còn lại chữ tí, còn lại chữ tí. Nhưng mà chữ tí đó không phải là một động từ là số ít hay là số nhiều, mà nó là như vậy, như thế. Trong cái vấn đề lô bô và sân thí, tức là xóa và ráp chữ, thì chữ ý tí khi mà nó là tiếp vị ngữ đi cuối câu thì nó mất đi chữ ý và nó chỉ còn chữ tí mà thôi. Đó là xóa và ráp chữ. Để cho một bài thơ, một cái câu văn như bây giờ cái thể thơ mà chúng ta đang học đây là 8 từ ha, thì người ta họ tính làm sao trong đó,
À, phải 8 từ, cũng như lục bát là 6, 8, ngũ ngôn tức là 5, 5 chẳng hạn ha, một câu 5 từ. Thì như vậy thì họ xóa đi một chữ ý, còn chữ một chữ tí mà thôi, tức là cuối câu ha. Còn mà đúng từ ra nó đứng rời rạc ra thì nó phải là ý tí. Alo, ý tí là như vậy, như thế. Người ngu nghĩ như vậy ha, người ngu nghĩ như thế ha. Thì cái chữ ý tí này nó nhấn mạnh cho cái người ngu à, mà người ngu đó là chủ từ trong cái câu số 3 ha. Rồi à, xin Nhật Quỳnh thắc mắc nữa ha. Rồi xin mời. Nam mô Bích Thai dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Như Quang Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bạch Ngài, Ngài cho con hỏi cái chữ Anh Tá Ra Văn. Thì khi Ngài giảng được lại là Anh Tá Rá hay là Anh Ta Rá Bạch Ngài? Nãy con nghe Ngài đọc con gõ trong này con không được rõ lắm á. Anh Tá Ra Văn, nhưng mà Ngài nói nó là tức là cái chữ là Anh Ta Rá hay là Anh Tá Rá. Dạ Ngài chỉ cho con ạ. Con kính nhân bích đến Ngài. Alo, 123123, cái từ Anh Tá Ra Văn, Anh Tá Ra Văn Na Put Chạy Tí. Câu số 4, cái từ Anh Tá Ra Văn nó xuất phát từ cái từ Anh Tá Ra, bởi vì Anh Tá Ra nó là một danh từ nam tính. A Quran Ta Phung Linh Ga. Nhưng mà chữ Anh Tá Ra này nó được chia theo đổi cách số ý, tức là Đu Tỳ Gia Quỳ Phát Tí E Cao Vá Trà Na. Cho nên chữ Anh Tá Ra nó biến thành Anh Tá Ra Văn, nó biến thành Anh Tá Ra Văn. Anh Tá Ra Văn là điều chướng ngại, mối nguy hiểm. Ồ hay quá ha, biết mà từ mình biết được mình biết giờ là hay lắm rồi ha, biết mà nghe rõ quá ha. À, đây là cũng là một điều đặc biệt ha. À, sa tu si kim si nhật quỳnh ha. À, chúng ta học và hỏi, và khi hỏi như vậy thì không còn nghi ngờ ha. À, và chúng ta sẽ hiểu và nhớ. Khi hiểu và nhớ thì coi như nó sẽ đi sâu vào trong tâm khảm của chúng ta, và chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn. Và những cái sự thắc mắc này làm cho chúng ta thông suốt được bài học ha. Rồi, cảm ơn Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh. Sĩ Kim còn thắc mắc gì nữa không? Khi chữ ý tí á, nó đứng đầu câu và đứng cuối câu, đó là sự thắc mắc của Sĩ Kim. Còn xin Nhật Quỳnh thì Anh Tá Ra là nguy hiểm, chướng ngại. Nhưng mà Anh Tá Ra đó tại sao nó lại biến thành Anh Tá Ra Văn? Bởi vì nó chia theo đối cách số ít à, tức là cách chia thứ hai Đu Tỳ Gia Quỳ Phát Tí E Cao Vá Trà Na. Cho nên nó phải biến thể, không còn Anh Tá Ra nữa. À, rồi, như vậy là ổn rồi ha. Đưa một ngón tay lên là nhất dương chỉ rồi hả? Rồi, à, cảm ơn. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 286. Đưa lên một lần hai câu đi ha. Đưa lên một lần hai câu. Tự vựng thì đã thông qua. Bây giờ chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm, để rồi chúng ta đọc sao cho nó đúng nè ha. Ita wa sang wa sista mi ita he man ta gim hi su.
Ithawasang wasista mi itha he man ta gim hi su. Ithawasang wasista mi itha he man ta gim hi su. Trong hai câu này, quý vị biết nó là một cái thể thơ mà tám từ ha, tám từ. Vậy thì thể thơ tám từ này là một cái thơ phổ thông, rất là dễ đọc, vừa giọng kinh mà vừa giọng kệ luôn ha. Rồi bây giờ quý vị hãy nhìn vào nó rồi phân tích như thế nào để chúng ta đọc trường âm, mà trường âm đó là trường âm gì ha. Khi mà chúng ta có một cái sự nhận định như vậy thì chắc chắn rằng bất cứ một văn bản nào quý vị tự mày mò, quý vị tự cầm lên đọc và tự phân tích và cảm thấy sao rồi mình hay quá, mình giỏi quá, mình đọc mình biết mình đúng mình sai à, cái điều này chắc là quý vị làm được chứ gì. Trong room của chúng ta vị nào cũng giỏi hết à. Rồi thôi, đầu tiên mời cô tu nữ Tuệ Duyên ha, phát pháo đi ha. Cô tu nữ Tuệ Duyên sẽ là người đầu tiên để cho quý vị thấy rõ trường âm và đoạn âm, và quý vị sẽ do cô tu nữ Tuệ Duyên hướng dẫn để cho quý vị thấy đúng và sai như thế nào. Rồi mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Biết âm thanh không nghe rõ hay sao? Dạ, cảm ơn. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức, và dạ, con kính lễ Ngài. Kính lễ quý bà với cô tu nữ. Kính chào quý vị nam tu nữ. Dạ con xin đọc và phân tích câu đoạn số 1 và số 2. Câu hấp cú mấy con không thấy. Ý tha Wasang Wasitsami. Đoạn số 1 là ý tha là đoạn âm, Was là trường âm nhắn, Sang là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, Wa là đoạn âm, Sit là trường âm nhấn, Sa trường âm thông thường, Mí là đoạn âm. Đoạn số 1 này có chữ quát và chữ xích là trường âm nhấn. Còn chữ xăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Chữ xa là trường âm thông thường. Và đoạn số 1 này chỉ có hai trường âm nhấn, đó là chữ quát, còn lại là chữ xăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ xa là trường âm thông thường. Đoạn 2, ý thá hê măng tác ghim hí xú. Ý thá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, măng là trường âm nhấn, là đoạn âm, ghim là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xú là đoạn âm. Đoạn số 2 này cũng có hai trường âm nhấn, đó chữ manh và chữ ghim, và một trường âm thông thường, đó là
chữ hê. Còn đoạn âm đó là ý tá tá hí su. Ý tá quát sẵn. Ý tá quát sẵn. Quát xích xà mí ý tá hê. Măng tắc ghiền hí su. Ý tá quát sẵn. Quát xích xà mí ý tá hê măng. Tắc ghiền hí su. Dạ, thật sự là nó còn cay thật. Ngày ngày đó hay á. Dạ, con kính nhân mất đến ngày ạ. Con có sai thêm ngày sửa được con ạ. Alo, 123, 123. Cô tu nữ tự duyên không được tự tin, cho nên đổ thừa rằng buồn ngủ. Nhưng mà phân tích như vậy, chiếc Hồng Nhung, chiếc Kim, chiếc Meta cũng tặng hoa rồi. Như vậy là còn rào đón cái gì nữa. Phân tích vậy là chính xác rồi. Itha Vasang Vasista Mi Itha He Man Ta Gim Hisu. Rồi, đó là câu 1, câu 2, một người phân tích. Bây giờ thêm người thứ hai ha. Alo, chiếc duyên 319. Cô tu nữ tự duyên phân tích như vậy. Mà hơi chính chịu là sao không biết. Rồi, bây giờ mời chiếc duyên ha. Câu 1, câu 2 phân tích có giống như cô tu nữ tự duyên hay không. Xin mời. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ý tha quá sằng quá si sa mi. Ý tha hề màn ta kim hí su. Chữ ý là trường âm nhấn, chữ há là đoạn âm, chữ quá là trường âm nhấn, chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ quá là đoạn âm, chữ xích là trường âm nhấn, chữ xa là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm. Câu số 2, chữ ý là trường âm nhấn, chữ há là đoạn âm, chữ ê là trường âm thông thường, chữ man măng là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ ghiên là trường âm nhấn, chữ hí là đoạn âm, chữ rú là đoạn âm. Dạ, con cũng không tự tin trong miệng. Dạ. Con xin xuống mic ạ, con có sai xin sư sửa. Alo, nghĩa là khi mà cầm micro đã ho, và khi mà cần thả micro xuống thì chân tỏ cũng không được khỏe, từ đầu tới cuối là sức khỏe không ổn định. Cho nên khi phân tích như vậy, chỉ có cô tu nữ là tặng 3 cành hoa, chiếc Kim là phải tặng tới 4 cành hoa, còn chiếc Kim Nhung, chiếc Meta tặng có 2 cành. Sao có vẻ kẹo quá ha. Rồi, như vậy là vì sức khỏe không ổn định, cho nên sư chuyên trong câu 1, câu 2 không được tự tin ha. Vì chính không được tự tin khi mà siết mấy ta, siết Kim Nhung tặng 2 cành hoa là có vấn đề. Cô tu nữ tự duyên thì 3 cành hoa, còn đây 2 cành hoa,
chắc có vấn đề. Rồi, xin mời sư Kim Nhung, tại sao kẹo vậy? Hả? Phú Định ở Sài Gòn bông hoa cũng nhiều lắm chứ, mà sao mà kẹo quá, tặng có hai cành hoa, cho biết lý do, câu 1, câu 2. Alo, sư Kim Nhung, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ, con nghe thì cái bạn Duyên đó đọc có cái chữ âm thá thì đọc là tha, thì cách đọc cái âm đó thì nó là trường âm nhưng mà lại đọc thành là đoạn âm, còn cái ý thì là nó là đoạn âm thì bạn Duyên lại phải nói nó là trường âm nhấn, thì con thấy nó có hai cái đó nó như vậy. Còn con xin phân tích câu 1, câu 2 như sau. Ita wasang wasisa mi ita he man ta gim hisu. Ita wasang wasisa mi ita he man ta gim hisu. Ita wasang wasisa mi ita he man ta gim hisu. Ý là đoạn âm, thá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, sis là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm. Ở trong câu 1 này thì có 8 âm, thì trường âm thông thường có 1, đó là sa, trường âm nhấn có 2, đó là was, sis. Trường âm giọng nguyên âm có 1, đó là sang. Đoạn âm có 4, đó là ý, thá, quá, mí. Như vậy trong câu 1 này có 3 loại trường âm đầy đủ. Câu 2, ý là đoạn âm, thá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, kim là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xú là đoạn âm. Trong câu 2 này cũng có 8 âm, thì trường âm thông thường có 1, đó là hê. Trường âm nhấn có 2, đó là man, gim. Và trường âm giọng nguyên âm thì không có, đoạn âm có 5, đó là ý, thá, tá, hí, xú. Dạ, đó là sự phân tích của con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 123123, sư Duyên nghe rõ không? Thấy sư Kim Nhung phân tích là thấy rõ ràng, chính xác, âm thanh rất là tốt. Rồi sao mà sư Duyên không nghe đó? Không có ý kiến hả? Phân tích hay quá, chứ không có ý kiến. Mà nếu mà phân tích dở là chắc có ý kiến rồi ha. Không sao. Cô tu nữ tự duyên mà còn tặng hoa nữa ha. Cô tu nữ tự duyên lên phân tích xong rồi, bây giờ nghe sư Kim Nhung phân tích cũng quan hỷ tặng ba cành hoa rồi, sư Duyên thấy bệnh rồi té luôn. Lấy thuốc ho uống là ha. Rồi chạy đi lấy thuốc ho rồi không sao, chạy ra rồi lấy trớn chạy vô không sao hết. Hai, câu 1, câu 2, sư Kim Nhung phân tích quá là chuẩn, rõ ràng, chính xác, mà chi tiết luôn. Ita wasang wasista mi, câu này là một câu có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ sa, trường âm nhấn là chữ wat, chữ sik, và trường âm theo giọng nguyên âm là chữ sang. Câu 1 ha. Là câu 2, ý tha hê man ta gìm hi su. Câu này chỉ có hai loại âm mà thôi. Trường âm thông thường là chữ hê, và trường âm nhấn là chữ man và chữ gìm. Như vậy là đủ rồi ha. Xà thu. Quý vị tiếp thu rất là chính xác, rõ ràng. Rồi, câu 1, câu 2 chắc không ai thắc mắc ha. Người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ ba, ba người. Thì trong ba người đó, hai người chính xác là
là tốt rồi ha. À, nhưng mà còn sĩ chuyên thì quý vị thông cảm, sức khỏe không tốt mà phân tích được như vậy là cũng quý rồi ha. Bây giờ câu 3, câu 4. Iti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na put cha ti. Câu số 3, câu số 4. Iti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na put cha ti. Iti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na put cha ti. Câu 3, câu 4 xin mời Sika Dung Nguyễn. À, lâu quá không ghé đậu tràng, không biết còn nhớ hay không nữa. Alo, Sĩ Dung Nguyễn có chiếc máy không? Câu 3, câu 4 phân tích thế nào đây? Rồi, im ra. À, bàn tay đâu rồi? Xin cho một bàn tay Sĩ Dung Nguyễn có chiếc máy không? Rồi, về Sĩ Dung Nguyễn không có chiếc máy hả? Rồi, mời Sĩ Thiền Vũ. Có đưa tay chứ, trời đất ơi, ngồi im ru à. Rồi, xin mời ha, Sĩ Dung Nguyễn nha. Dạ, đạo tràng có nghe được con nói không ạ? Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng, con xin đọc câu 3, câu 4. Ý thi ba lô vi chín tê tí chăm tha ra dâm na bút cha tí. Con xin phân tích. Ý thi là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lô trường âm thông thường, vi là đoạn âm, chín là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu 4, ăn là trường âm nhấn, đã là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, nhâm là trường âm đọc theo giọng ngoài năm, ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, trà là trà tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 123 123, Sĩ Thiện Vũ. À, không ngờ coi như là tiến bộ quá ha. À, Sĩ Su Kha này, Sĩ Meta này, cô Tú Nữ Tiểu Duyên này, Sĩ Kim này, rồi Sĩ Kim Nhung này, rồi Sĩ Dung Nguyễn cũng tặng hoa nữa. Rồi tặng hoa là thấy Sĩ Thiện Vũ giỏi hay là tặng hoa ý kiến như thế nào? À, mời Sĩ Dung Nguyễn phân tích lại câu 3, câu 4 ha. Alo, bàn tay đổ mất tiêu rồi. Rồi, Sĩ Dung Nguyễn nhé. À, Sĩ Tiền Tiểu Vũ vậy là tuyệt vời rồi, bông hoa thế này là chính xác rồi ha. Bây giờ mời Sĩ Dung Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, con kính định lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính định lễ Ngài Chí Đức. Dạ, con dạ cảm ơn Thiên Vũ đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép phân tích câu số 3 và câu số 4 ạ. Itipalo Vichin Te Tí Antara Yang Naputchati. Dạ, trong câu này thì ý là đoạn âm, tí là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, lo là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, chin là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Dạ, trong câu 3 thì nó có hai loại. Dạ, có một loại, hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường và trường âm nhấn, còn lại là đoạn âm. Và câu số 4 thì là
Antara yang naput chati. Dạ thì con đọc lại câu số 4 là Atara Atara At. Dạ con đọc lại là dạ anta antara yang nabut chati. Dạ an là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá là đoạn âm, bú là đoạn âm, cha là trường âm, cha là trường âm thông thường và tí là đoạn âm. Và trong câu số 4 thì cũng có là hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường. Dạ có ba loại trường âm là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm thông thường, còn là đoạn âm. Dạ con bữa giờ con cũng bận việc rồi, con không có vô râm được á, thành ra bữa nay con đóng cái ngữ pháp nó cũng không có được ổn rồi. Dạ có gì con kính xin ngài sửa lại cho con ạ. Dạ con xin dâng biết đến ngài Nam Mô Bổn Thầy giá. Thật sự là sư Trung Nguyễn đang bị phân tâm. Thời gian mà vô room thường xuyên thì sư Trung Nguyễn rất là tiến bộ, nhưng mà thời gian sau này vì công việc thế nào đó và bây giờ bị phân tâm, cho nên cái vấn đề phân tích câu số 4 có những cái điểm hơi rắc rối. Rồi mời sư Su Kha, đây là nhân vật thứ ba ha, trong câu 3 và câu 4, mời sư Su Kha. Nếu mà phân tích mà sai thì đó là đúc khá ha, mà phân tích đúng đó là su kha. Rồi bây giờ không biết hai chị em song sinh này ai là người phân tích đúng và sai. Alo. Con cảm ơn cô Nhật Quang, cô Kim cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Dạ, con kính lĩnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích ạ. Iti ba lo vi chin te ti an ta ra rằng la bút chát tí. Ý tí là đoạn âm, ba lô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm này, chin là trường âm nhấn này, tê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ăn là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, chá tí là đoạn âm. Đã, câu 1 là có một trường âm nhấn và ba trường âm thông thường. Đã, câu số 4, câu số 3 là có hai trường âm, ba trường âm thông thường và một trường âm nhấn. Câu số 4 là có hai trường âm nhấn và một trường âm thông thường và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong ạ, con kính thỉnh xin lên mic ạ. Nam mô Bổn Thầy giá. Sa thủ Sư Su Kha chứ không phải là Đúc Kha hả? Mời phân tích đúng cho nên gọi là Su Kha, còn nếu mà phân tích sai là Đúc Kha rồi. Sư Kim tặng hoa này, Sư Kim Nhung cũng tặng hoa này, Sư Dung Nguyễn cũng tặng hoa, Sư Mita tặng hoa, mà tặng hoa ba cạnh là chính xác rồi ha. Đạo hữu Thomasawo cũng khen hay quá ta đấy nha. Rồi sa thủ. Như vậy thì Sư Su Kha và Sư Kiền Vũ, hai vị này phân tích chính xác.
Còn sư cho nguyện chữ bút chát tí, cái động từ này mà phân tích làm sao mình mà không thấy trường âm trong đó gì hết. Chữ bút chát tí, một trường âm nhấn hai đoạn âm. Thì chỗ này câu số 4 này thì sư Trung Nguyễn bị phân tâm. Thì sư Xu Khá đã ôn lại để cho chúng ta thấy câu số 3, ý tí ba lô quý trình tề tí. Cái câu số 3 này có 3 trường âm thông thường, tức là chữ ba, chữ lô, chữ tê, và một trường âm nhấn là chữ chinh. Một trường âm nhấn là chữ chinh. Câu số 4, anh ta là dân nắp phút chả tí. Câu số 4 này là một câu có đầy đủ 3 loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ ra, trường âm nhắn là chữ anh và chữ bút, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ dân. Như vậy thì câu số 4 là câu có đầy đủ 3 loại trường âm. Sư Khá đã ôn lại một cách tóm tắt để cho chúng ta nắm vững bài học ngày hôm nay ha. Khi chúng ta đọc, chúng ta biết nó là giọng dài, trường âm, và trường âm nó là trường âm gì ha. Và biết nó là đoạn âm, để rồi giọng đọc của chúng ta được ổn định, được rõ ràng. Và Pali, nếu mà chúng ta đọc trường âm, đoạn âm mà đọc đúng á, thì có oai lực rất là lớn, chứ không phải là không ha. Rồi, sa tu, như vậy quý vị đã hoàn thành tốt đẹp câu Phật ngôn 286. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Itha wa sang wa sisa mi itha he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Itha wa sang wa sisa mi itha he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Ita wa sang wa si sa mi ita he man ta gim mi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy không tự giác hiểm nguy. Rồi xin mời bàn tay quý vị, phân tích chính xác thì chắc chắn rằng giọng đọc quý vị tuyệt vời. Rồi mời sư Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1, 2, 3, 4 người, 1, 1. Cảm ơn mấy cô cho tín hiệu. Cô Như Quang Cần, Thiện Vũ, cô Thiện Vũ, Hồng Kim Nhung, Meta. Hồng Kim Nhung cho 2 lần lận ha. Bữa nay âm thanh còn rõ đó nghe, nhiều người nghe Dung Nguyễn nó nghe, còn con nghe rõ nữa, học nhiều trả hết nhiều. Trời ơi, tội nghiệp quá. Tại cái này, cái tội là tội cúp cua đó sư, tội cúp cua đó chơi rồi đó. Bây giờ ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ thì trường học đâu có cho học đâu, đóng cửa, con nít ở nhà trơn mà. Cái tuần lễ này, lễ Easter nữa, nó đâu ai đâu mà làm cái gì mà ở nhà không chịu học bài vậy, bị tội thấy chưa. Nữa nói chuyện ở ngoài huyện nữa, thế nào cũng bị sư vũ nó. Dạ, mô phật, con xin đọc nhiều chuyện nó mới nhọn. Câu mấy ha? Con xin cười xuống khá đúng khá cười, chuẩn bị đọc đi cho chó ăn trước đi, cho nó đừng có sủa nghe, nhớ chưa, địch chưa có về đâu. Ok, con xin đọc câu pháp cú, câu 286, và con bắt đầu đọc. Ý tha quá sằng quá xích xà mi ý tha hề mằng ta kiềm hi su ý tí bà lồ quý trình tề tí ăn ta ra dằng ná bút chá tí. Ý tha quá sằng quá xích xà mi ý tha hề mằng ta kiềm hi su ý tí bà lồ quý trình tề tí ăn ta ra dằng ná bút chá tí.
Ý tha quát sằng quát xích xà mi ý tha hề mằng ta kiềm hí xú ý tí bà lồ quý trình tề tí ăn ta là dằn đó bút cha tí. Đọc mà hơi mệt quá sư ơi. Sao sư dài thiệt nha. Ông đúng không sư là ông dạy văn. Chết. Thôi còn đọc một lần từ. Đọc một lần lại nữa. Ý tha quá sẵn quá xích xà mi ý tha hề mằng ta ghiệm hí xú ý tí bà lộ quý trình tề tí ăn ta ra dặn nó bút chá tí. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc cái câu này, con hiểu cái chữ chính mà Đức Phật muốn nói trong đây là chữ vinh. Quý trình tề trí tức là suy nghĩ, tức là tưởng. Dạ con có sai xin sư sửa, sao con trả máy rồi. Dạ con mỏi nhọn. Alo. Dạ con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Buddha dạ, Nam mô Dhamma dạ, Nam mô Sangha dạ. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 286. Ita wasang wasi sami ita he manta gim hisu iti balo wichin te ti anta ra rằng la bút chati. Ita wasang wasi sami ita he manta gim hisu ita balo wichin te ti anta ra rằng la bút chati. Ita wasang wasi sa si Ita wasang wasi sa mi ita he mình ta gìn hi su ita bà lô huy trình tê tí ẩn ta già rằng na bút cha tí. Ita wasang wasi sa mi ita he mình ta gìn hi su iti bà lô huy trình tê tí ẩn ta già rằng na bút cha tí. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy. Thu này đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu. Có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính mời các cô tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con kính Nhung. Dạ, một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ, con xin... Đã cảm ơn các anh chị cho con biết tín hiệu đã nghe. Đã con xin đọc câu kinh pháp cú số 286. Itha wasang wasisa mi itha he mang ta gim hisu iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang nabuchati. Itha wasang wasisa mi itha he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang nabuchati. Itha wasang wasisa mi itha he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang nabuchati. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc ạ. Dạ con xin xuống mic. Cảm ơn chị Như Quang đã bốt bài ạ.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ, con kính lễ cô Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Duyên và đạo tràng cho con biết là âm thanh rõ. Con xin trả bài câu pháp cú số 286. Dạ, cảm ơn Sư Như Quang đã đưa bài lên. Ita wasang sisami tha he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Ita wasang wasisami ita tha he na man ita he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Ita wasang wasisami ita he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Dạ con xin đọc bản nghĩa chữ dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, mười mưu tâm tượng vậy, không tự giác hiểm nguy. Ita wasang wasisami ita me man ta gim hi su iti ba lo vi chin man ta ra yang na put cha ti. Ita wasang wasisami ita me he man ta gim hi su iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rải đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết ngọ đầu hỏi thăm. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, con có sai xin Ngài sửa lại dùm con. Dạ, con xin dâng mít lời cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu, xích niệm từ. Sĩ Trung Nguyễn tặng ba cành hoa, Sĩ Kim Nhung tặng ba cành hoa, Sĩ Meta cũng ba cành hoa. Ba cành hoa tặng là xin niệm từ đọc một hơi ha. Đọc một hơi như vậy là thấy coi như là hơi dài ha. Đọc như vậy là thấy cũng quá hay rồi. Nhưng mà chỉnh sửa lại dùm ha. Sisami, cái động từ của nó a mí chứ không phải a mí ha. Wasisa mí thêm dấu huyền vô, bởi vì những lần đọc thì cái câu đầu tiên itawasan wasisa mí chứ không phải là sá mí nha. Thêm dấu huyền vô, xin niệm từ chú ý chỗ đó ha. Wasisa mí chứ không phải là sá mí, chỉ sai có một từ đó thôi. Rồi, xà thú. Còn vị nào lấy đọc nữa không? Alo. Trong này, Chí Tâm Phương nè, Chí Mấy Ta nè, nhiều người mà, trong này còn nhiều lắm. Quý vị cứ đưa tay lên đọc, tự nhiên đi. Rồi, Chí Thiền Vũ, xà thú, xin mời. Chí Mấy Ta nữa nè. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Con xin đọc lại câu pháp cú 286. Ý tha vát sang vát xít tha mi. Ý tha hề măng tha ghim hí su y thi. Bà lô vi chìm tề ti. Ăn ta và giang na bút trà ti. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Con xin đọc lại một lần nữa. Ý tha vát sang vát xít tha mi. Ý tha hề măng ta ghim hí su y thi. Ta hà lô vi chín tê ti ăn ta ra giang na bút cha ti. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ rầy cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Dạ con xin sư sửa cho con ạ.
Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Thân. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con kính dạ đọc cái bài Bát Cú 286 ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Tệ Duyên, cô Mít Ta và cô Thiên Vũ cho con biết tín hiệu rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ. Ita wasang wasisami ita he mang ta yim hisu ti i ti pa lo wichang che ti ang ta ra yang na bút cha ti ita wasang wasisami ita me mang ita he mang ta yim hi so iti ba lo vi chang cha ti an ta ra yang na bút cha ti ita wasang wasisa mi ita he mang ta yim hi so iti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na bút cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiển nguy. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Ý thăng wasang wasisa mi ý tha e mang ta ghim hi su ý ti ba lo wisang te ti a an ta ra yang na bút cha tí. Dạ, mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Dạ, con có sai chỗ nào con kính xin sơ sửa giúp cho con ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sằng Khà giá. Dạ, để con coi có. Dạ, con cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú. Dạ, để con kéo xuống 286 ạ. Ý tha quát sằng quát xít xà mi ý tha hề mang ta ghim hi su ý tí bà lộ quý trình tề tí anh ta ra dằn na bút cha tí ý tha quát sằng quát xít xà mi ý tha hề mang ta ghim hi su ý tí bà lộ quý trình tề tí anh ta ra dằng na bút cha tí ý tha quát sằng quát xít xà mi ý tha hề mằng ta ghim hi số ý tí bà lồ quy trình tề tí anh ta ra dằng na bút cha tí. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rải đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ.
Alo, 2 và 4. Yeah. Alo, alo. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Một lần nữa con thành kính Ba Ngôi Tam Bảo và kính tri ân Ngài Trí Đức. Dạ, để không mất thời gian, tự nhiên xin đọc bài ạ. À, rồi tự nhiên kính mời quý vị cùng nhau lên đọc bài. Dạ, cảm ơn Như Hoa. Itakwat sang wasit sami itahe mantakim yisu iti palo wichinte ti antak rayang naput itakwat sang wasit sami itahe mantakim yisu iti palo wichinte ti antak rayang naput chati Ita wat sang wat sit sami ita he man ta kim hisu iti pa lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Itawatsang watsitsam tahemman takim hisu iti balo wichinte ti antarayang naput chati. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy thu rầy đi đâu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời Đạo Tràng. Alo, 123, 123. À, quý vị đã thể hiện rất tốt câu Phật ngôn 286 này. Là một câu mà hơi khó đọc, bởi vì cái câu số 2 nó là đoạn âm chứ không phải là trường âm. Nếu mà câu số 2 nó là trường âm á thì chúng ta đọc một lần hai câu ha. Nhưng mà nó là đoạn âm cho nên chúng ta phải đọc cho đến khi nào mà mệt mới nghỉ, tức là khi nào chúng ta đứt hơi thì hãy dừng lại nơi trường âm. Quý vị tìm một trường âm nào đó dừng lại rồi tiếp tục. Còn nếu mà quý vị có hơi dài á thì đọc một hơi hết cái câu Phật ngôn này. Nhưng mà đọc một hơi thì cũng dễ đứt bóng lắm. Thì quý vị tìm một trường âm nào đó để dừng lại. Bây giờ chúng tôi ôn lại rồi đi qua dụng kệ. Dụng kệ thì tương đối dễ đọc hơn ha. Itawasang wasisa mi itahe man ta gim hisu iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Itawasang wasisa mi itahe man ta gim hisu iti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Đó là dòng kinh ha. Còn bây giờ qua dòng kệ thì tương đối dễ đọc hơn. Một câu có 8 từ thì chúng ta chia ra làm 2 ha, 4. Itawasang wasisa mithahe man tagim hisu iti balo vi chinte ti antayang napun jati. Itawasang wasisa mithahe man tagim hisu
Hi ti ba lo vi chin te ti an ta ra yang na pun cha ti Hi ta wa sang wa si sa mi Hi ta he man ta gim hi su Hi ta ba lo vi chin te ti an ta ra yang na pun cha ti Mùa mưa ta ở đây, Đông Hà cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Mời Sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng và cảm ơn Như Quang, chị Metta, cô tu nữ Tây Duyên và Thiện Vũ, Kim Nhung đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và cảm ơn Dung Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con sung phong để con trả bài ngày còn ở trước máy để hồi ngay chạy mất tiêu. Và cho con trả bài trước, rồi con mới chạy sau. Và cảm ơn Như Quang cho bài học. Dạ, cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Có Như Quang nên Nhật Quỳnh lặng được rất là sâu. Cảm ơn Như Quang. Con xin trả bài câu Phúc Quốc Kinh số 286. Ithap wat sang wasit sami Ithahe man ta ghim hi su iti ba lo vi chin te Ti an ta ra yang na vut chát ti Ithap wat sang wasit sa Mi ithahe man Tất ghiêm hi sức ít tích bà lờ quy trình tề tí anh ta ra giang nắp bút chá tí. Ý tha quát sang và xít xà mi ý thí thá. Sai rồi. Ý tha quát sang và xít xà mi ý thá hời mạnh. Ta ghiêm hi sức ít tích bà lờ quy trình tề tí anh ta ra giang nắp bút chá tí. Y tha quát sang và xít xa mi y tha hề mạnh ta ghiêm hi sức y tích bà lờ quy trình tề tí anh ta ra giang nắp vút cha tí. Cho con xin đọc lại một lần nữa. Y tha quát sang và xít xa mi y tha hề mạnh ta ghiêm hi sức y tích bà lờ quy trình tề tí anh ta ra giang nắp vút cha tí. Mùa mưa ta ở đây, Đông Hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vị, không tự giác hiểm nguy. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ý tha quát sang và xin xa mi Ý tha hay manh, ta ghiêm hi su Ý tỷ ba lơ vì chinh tê ti Anh ta ra dân là buộc cha ti Ý thả quát sang và xích xa mi Ý thả hên manh ta ghim hi su Ý tỷ ba lô vì chinh tê ti Anh ta ra dân là buộc cha ti Mùa mưa ta sống ở đây Hạ này cũng vậy thu rầy đi đâu Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết, gõ đầu hỏi thăm. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ con có sai, Ngài chỉ dạy cho con. Mình chào Nguyên Trang. Dạ, dạ, xa thú bàn tay Kim Nhung. Dạ mời Kim Nhung ạ. Dạ con kính lễ Ngài Chí Đức. Con kính chào các anh chị em ở trong lớp học. Dạ, con xin kể câu Phật ngôn 286. Ý tha hoa sang hoa si sa mi Ý tha hê măng ta ghi mi su Ý ti ba lô vi chín tê ti An ta ra giang na bu cha ti Ý tha hoa sang hoa si sa mi Ý tha hê măng ta ghim hi su Ý ti ba lô vi chín tê ti An ta ra giang na bu cha ti
Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã làm kệ xong ạ. Con xin xuống mic. Cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thay, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sân Khai. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cảm ơn cô Tự Duyên, cô Như Quang, Thiện Vũ, Mát Ta, cô Nhật Quỳnh, cô Kim Nhung cho biết tín hiệu nghe rõ. Và con xin phép đọc câu Phật ngôn số 286. Ita wasam wasissa mi ita he mang ta ghim hi su iti ba lo vi chinh tề ti an ta ra yang na bút cha ti. Ita he sang wasissa ni ita he mang ta ghim hi su ita iti ba lo vi chinh tề ti an ta ra yang na bút cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phép kể. Ita he sang wa si sa mi, ita he mang ta kim hi su, iti ba lo vi chinh te ti, antarayam na bút cha ti. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rải đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã xong. Con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mic. Dạ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn Như Quang, Thiền Phủ, Như Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Và một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và kính tri ân Ngài Trí Đức, kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ Thùy Yên xin kể câu Pháp Cú số 286. Ita wasang wasit sami, ita hemam tagim hisu, iti balo wicin teti, antara yang naput jati, ita wasang wasit sami. Ita he man ta gim hisu, iti palo wicin teti, antara yang napuat jati. Ita watsang wasin sami, ita he man ta gim hisu. Iti palo wicin teti, antara yang naput jati. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu, người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm.
Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên mời Dung Nguyễn nãy đọc hơi trục trặc. Bây giờ Dung Nguyễn có thể kệ. Dạ, kính mời Dung Nguyễn ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ơn đức Bà Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con cảm ơn cô tự nhiên. Dạ này con học nó không có liên tục, thành ra rồi bắt đầu con thấy con bối rối rồi đọc nó không có chuẩn nữa. Dạ con xin phép là con xin đọc lại cái câu pháp cú 286 và con xin kệ luôn ạ. Dạ con cảm ơn cô tu nữ tự nhiên, cô Thiên Vũ, cô Mít Ta, cô Hồng Nhung để cho con biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Như Quang là bố tài ạ. Dạ con xin phép ạ. Ý tha quá sằng quá sức xà mi ý tha hề mằng ta ghim hi su ti ti và lô quy trình chề tí ăn ta rài dừng na bút cha tí. Dạ con xin kể. Ý tha quá sằng quá sức xà mi ý tha hề mằng ta ghim hi su ý tha pa lô quy chín chế tí antarajang na bu chi cha tí y tha wa sang wa si sa mi y tha he mang ta gi mi su y ti pa lo vi chín tê tí antarajang na bu cha tí. Dạ mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con cũng đã kể xong rồi ạ. Con kính dâng mít đến trên đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sau đây con xin không biết mọi người các mọi dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Tuệ Duyên. Dạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài ạ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 286. Itawasang wasin sa mi itame man ta gim hisut itibalo. Quy xin tề ti an ta ra yang na put cha ti. Itha wa sang wa xin sa mi itha me ma. Con xin lỗi. Mi itha he man ta gim hi su iti ba lo. Quy xin tề ti an ta ra yang na put cha ti. Dạ trên các con đọc lại lần nữa, nãy con đọc sai chữ he. Itha wasang wasin sa mi itha he man ta kim hi su iti ba lo wi chin te ti an ta ra yang na put cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Itawasang wasisami itaheman tayim hisu itipalo
Vichinteti antarayam napunchati. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Dạ, đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin cảm ơn cô Như Quang. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Con kính cảm ơn Ngài. Nếu mà con có đọc sai, Ngài sửa lại cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô Thủy Duyên. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sis cho biết nơi âm thanh rõ. Con xin kể câu phước cứu số 286 ạ. Dạ. Y tha wa sang wa sin sa mi y tha he man ta gim hi su y ti ba lo vi chin te ti an ta ra yam put cha ti y tha wa sang wa sin sa mi y tha he man ta gim hi su y ti ba lo vi chin te ti an ta ra yam na bun cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con xin cho mít lời cho đạo tràng. Dạ, ai chưa kể thì lên kể tiếp để Ngài đến để giảng tiếp bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, còn vị nào chưa đọc bài, chưa kệ không? Đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đi. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn chị Meta. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tâm Hương ơi, Tâm Hương có kệ không, có đọc bài không? Dạ, sa thú chị Meta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, để con coi đạo tràng có nghe được hay không. Dạ, con cảm ơn quý cô đã cho biết nghe rõ. Dạ, con cũng xin kể câu pháp cú 286 ạ. Ý tha hoa sang hoa sinh xa tha hai mắn ta nghiêm hình sổ ý ti ba lô quỷ chinh tê tê anh ta ra dân na bụt cha tê ý tha quát sang quả xích xa mây ý tha hai mắn ta niệm mấy số ý tế ba lô quyền chinh tế tế anh ta ra nhà một cha tế
Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rài đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mắt ta cũng xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con không còn thấy bàn tay vị nào nữa. Con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên Như Quang và Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, ngài đâu rồi, bạch ngài. Không còn bàn tay xinh đẹp nào nữa, bạch ngài. Alo, alo. Alo, alo, vừa khô lên giá, có ai mua mít không? Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Alo, 123, 123, gì vậy, sẽ nhập bệnh. Alo, alo, vừa khô lên giá, ai có mua mít không? Trời đất ơi. À, rau rau dừa khô bán mít kìa, ngộ ha. À, câu Phật ngôn này quý vị coi như là đọc cái dòng kinh cũng hay ha, rồi dòng kệ cũng hay nữa. Câu Phật ngôn này quý vị nghĩ sao? Cái lối dịch của ngài Giới Đức á. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ rầy cũng vậy, thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Cái này chắc là câu cuối, phải là có nghe Covid gõ đầu hỏi thăm quá hả? Mùa mưa ta sống ở đây, hạ rầy cũng vậy, thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe Covid gõ đầu hỏi thăm hả? À, chắc có lẽ vậy quá. À, nó thiết thực ha. À, bởi vì Covid cũng là một vị thiên sứ ha, cũng là một vị thiên sứ cho chúng ta biết chết rồi sống mai, tức là tử thần đã đến bất cứ giờ phút nào ha. Thôi thì bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn này rồi đi vào duyên sự để coi duyên sự này cho chúng ta ý nghĩa thế nào. Câu Phật ngôn 286 để đưa lên mà chứ. Ithawasang vasisa mi ithahe man ta gim hisu iti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na put cha ti. Itawasang wasisa mi itahe man ta gim hisu iti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na put cha ti. Và cái dòng kệ ha. Hôm nay thấy ai cũng thắc mắc à, sao mà hôm nay dòng kinh ai đọc cũng hay hết, dòng kệ đọc cũng hay nữa, nhưng mà không thấy cô Kim lên đọc kệ kìa. Người ta thắc mắc chỉ cần Dung vô sao mà còn thắc mắc như vậy. Huống gì những người vô trước ha, khi dễ chỉ Kim ha. Mở hàng về mở hàng cái dòng kinh chứ đâu mở hàng dòng kệ đâu. Thôi bây giờ kệ trước mẹ rồi chỉ Kim lên kệ này. Itawasang wasisami itahe manta gim hisu itibalo vi chinte ti antarayang
na bun cha ti y tha wa sang wa si sa mi y tha he man ta gim hi su y ti ba lo vi chinh te ti an ta ra yang na bun cha ti. Rồi, theo sự yêu cầu của Sít Hành Dung, mời bàn tay Sít Kim trầu ôn, mời mới chịu lên, khổ thiệt, chảnh ghê nha. Sư nói làm con mắc cỡ quá, mà kiếm cái lỗ đào xuống chui xuống giống như Tôn Ngộ Không vậy sư, đào lỗ chôn dưới. Trời ơi, con thấy mấy người đó đọc kinh hay quá rồi, ai cũng đọc hết, con đọc kệ nó, mắc thì giờ lắm sư ơi. Con là dỗm nhất mà biết đọc là đỡ lắm rồi á sư. À, chuyện nhỏ mà bây giờ con đọc kệ giống như sư nha. Để sư cái kiếm chuyện đọc rồi còn có mười mấy phút nữa. Sư còn phải nói tích sự nữa sư. Cái này tích sự này hay đó sư. Thôi con đọc kệ đi. Ai trời ơi trời. Sao thắc mắc tôi đâu có kể hay ho vậy đâu. Kể được thôi, đủ xài thôi. Để khi nào có ai mà nói thắc mắc thì lên kệ hù trên ta vậy thôi. Chứ đâu có hay ho gì đâu. Trời ơi. Hồi lúc trước là từ nhỏ lớn tôi không có ca được. Không có ca hay. Nhà tôi không ai ca hát gì trơn á. Mà có mình tôi ca à. Mỗi lần ca là nói con gì kêu vậy. Ồn ào quá. Nhức đầu quá à. Bây giờ để kệ đi. Cái này có tám âm thôi, cũng không có sao đâu sư, không có khó đâu. 9, 10 chữ, 11 chữ con còn đọc xong mà chuyện nhỏ nên sư. Đọc cho, kệ cho sư nghe nè. Sư thắc mắc nhiều quá. À, kệ pháp cú câu 286. Để lấy hơi cái đà. Y tha wa sang wa si sa mi. Y tha he mang ta giam hi su. Y ti ba lo. Vì sinh tế tí, ăn ta ra dăng na bút cha tí. Đặt thêm đằng nữa. Ghét. Y tha hoa sang, y tha hoa sang, hoa si sa mi, y tha hê măng, ta kim hi su. Y ti ba lô, vì sinh tế tí, ăn ta ra dăng na bút cha tí. Thấy chưa? Hai lần đủ rồi đó. Mùa ta ở đây. Đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Trong câu này đó, cái chữ chính của Đức Phật nói là chữ tưởng, là chữ chữ quý chinh tế trí. Tức là con người cứ tưởng cái này, tưởng cái kia. Tưởng ta mùa đông hạ thu đông thì ta cũng ở đây, chuyện bình thường thường hằng. Nhưng ta có biết tối nay chết hay ngày mai chết, không biết sự vô thường. Cái bài nó là như vậy đó sư. Dạ con xin trả máy rồi. Ha ha. À, sa thu Sĩ Kim chạy hay như vậy đó mà giấu nghề ha. Cô Tu Nữ Tệ Duyên nè, rồi Sĩ Duyên nè, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Mita, Sĩ Hạnh Dung, tặng hoa quá trời quá đất luôn. À, như vậy mà giấu nghề thì bây giờ người ta mời lên kệ liền đi, không còn nói chuyện á, ngồi quyện nữa, khổ thiệt. Thời gian không có nhiều mà thích nói chuyện ngồi quyện á, cà kê gian gọi là khoái lắm. Thôi bây giờ ngay duyên sự ha. Câu Phật ngôn 286 được Đức Phật thuyết ra khi mà Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một cái người phú thương tên là Maha Thana. Maha là lớn, Thana là tài sản. Người có tài sản nhiều à, thì ông phú thương này có tên là như vậy, Maha Thana. Ông phú thương này, ông chất đầy 500 cỗ xe bò vật dụng như là vải, nhuộm vàng, nhuộm đỏ, nhuộm xanh, nhuộm trắng vân vân, từ cái thành Varanasi ông đi buôn bán. Trên đường trở về cái thành Sawatthi thì khi đến gần một bờ sông thì ông nghĩ rằng ngày mai ta sẽ sang sông. Rồi ông mở bò dừng xe ở nơi đó. Ban đêm bỗng trời nổi lên giông to bão lớn suốt cả 7 ngày và nước sông dâng cao. Dân chúng ở trong thành mở lễ hội vui chơi,
Thế là số bảy đỏ, bảy vàng, bảy xanh không có dịp bày ở đề bán. Ông Lê Buông mới thầm nghĩ, ta ở từ phương xa đến đây, nếu trở về thì phí mất nhiều ngày, chi bằng ta hãy lưu lại ở đây cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng, vừa làm công việc của ta, vừa bán các cái hàng vải này. Khi đó Đức Phật đang đi khất thực ở trong thành Sa-vát-thi. Ngài biết được tâm của cái người thương buôn, nên Ngài mỉm cười nói với Ngài A-nan-đa. Này A-nan-đa, người có thấy ông thương buôn này hay không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Vì không biết có sự tai hại đến sinh mạng của mình, cho nên ông ta đã quyết định ở đây trọn cả năm để bán buôn hàng hóa. Bạch Ngài, thế thì ông ta có gặp cái tai nạn gì hay không? Có chứ, này A-nan-đa. Ông ta chỉ còn sống có được 7 ngày nữa mà thôi, rồi ông ta sẽ làm mồi cho cá. Và Đức Phật nói lên một câu Phật ngôn: hãy gấp rút làm việc phải làm trong ngày hôm nay. Ai đâu biết được ngày mai tử thần có thể đến. Vì chúng ta chưa chiến đấu với tử thần và đội hùng binh của nó. Hạnh phúc thay, người nào tinh cần cả ngày đêm không biết mệt mỏi, dầu người đó chỉ sống có một đêm thôi, thì Bậc Tịnh Giả đã tuyên bố là như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con báo cho ông ta được biết. Lành thay này A-nan-đa, cứ đi báo đi. Để Đức A-nan-đa đi vòng đến cái chỗ xe bò và đi trừ bình khất thực nơi đó. Người Lê Buông đã cúng dường vật thực đến Ngài A-nan-đa và Ngài mới hỏi ông Lê Buông rằng: này ông Thiện Nam, ông định ở đây bao lâu? Bạch Ngài, con từ phương xa đến, nếu mà con quay về thì phí thời gian, bất tiện lắm. Con sẽ lưu lại ở đây trọn cả một năm, và chừng nào cũng bán hết hàng hóa rồi con mới ra đi. Này ông Thiện Nam, cho dù là cái phút lâm chung cũng khó mà biết được, ông nên tinh cần mới được. Bạch Ngài, chắc là có tai nạn gì đến với con phải không? Phải. Này ông Thiện Nam, ông chỉ còn sống có 7 ngày nữa mà thôi. Khi nghe như vậy thì ông Phu Thương phát cái tâm kinh cảm. Ông ta mới thỉnh các vị tỳ khưu có Đức Phật là thượng thủ đến thọ trai thực suốt cả 7 ngày liền, rước bát của Đức Phật, thỉnh cầu Ngài ban phúc. Đức Phật đã tùy hỷ bằng những lời như sau: này ông Cận Sư Nam, bậc hiền trí không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ ở đây trọn cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm công việc này, công việc kia. Trái lại vì ấy hằng quán tưởng rằng khúc lâm chung của mình. Và Đức Phật Ngài đã kể lên câu Phật ngôn 286 này. Thì đưa lên đã cha. Ithawasam wasissa mi ithahe man ta gim hi su iti ba lo vi tin te ti an ta ra yang na put chati. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy không tự giác hiểm nguy. Khi mà Đức Phật Ngài đã nói lên câu Phật ngôn này thì ông Bà La Môn, ông Phú Thương đó đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Và những cái người tụ hội ở đó cũng hưởng được sự lợi ích của câu Phật ngôn này. Cái người thương nhân Maha Thana này đã đưa Đức Phật đi một đoạn đường, nhưng mà khi ông quay trở lại thì ông cảm thấy rằng nhức đầu quá, và ông đã lên giường nằm rồi bên chung
ông đã tái sanh về cõi trời Tushita, tức là cõi trời đấu suốt. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng điều cần hãy gấp rút làm đi, chứ để dây dưa trễ hạn kỳ, ai chắc ngày mai ta vẫn sống hay là chết đọa xuống A Tỳ. Phú thương định ở trọn năm nay, khi biết mình còn sống 7 ngày, lật đật cúng dường luống một thóc, vãng sinh đậu xuất cũng là may. Thì câu Phật ngôn 286 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và trong ý nghĩa của câu Phật ngôn này thì chúng ta thấy rằng mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rày đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Sự chết thì đó là cũng là một vị thiên sứ ha, nhưng mà thiết thực trong cái thời gian này, có nghĩa là mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rày đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe cú biết gõ đầu hỏi thăm. Quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn 280 sao? Thấy Sĩ Kim đưa tay hả? Rồi, xin mời Sĩ Kim. Con xin kính chào Sĩ Ký Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Câu này hay thiệt á, mà con thấy Đức Phật dạy câu nào cũng hay hết. Mà cái câu hay nhất là trong cái thời mắc dịch này đấy Sơn. Mắc dịch này đó. Để con đọc được cái câu này lại. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu là nghe rõ ha. Mà con thấy lúc rài nha sư, để con mở nhọn chút. Lúc rài con thấy mấy người mà có âm thanh kiểu bất kỳ đó, giống như cô Hồng Nhung vậy, Kim Nhung vậy đó, vô đây học đông nha sư, ha. Cô Thiện Vũ vậy đó, mà gì đó, nhiều cái người bất kỳ vô học vậy lắm. Xa thứ. Kinh Pháp Cú câu 286. Ý thá quá sằng quá xích xà mi ý thá hề mằng ta kiềm hí xú ý tí bà lồ quý trình tề tí ẩn ta là dằn ná bắp chát tí. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Câu cái chữ chính trong đây là chữ tưởng. Tại sao chữ tưởng? Chữ tưởng là cái sự suy nghĩ, mình suy nghĩ, mình tưởng, tức là cái tà kiến của mình đó, cái tưởng đây là chồng của ta, đây là con của ta, đây là tài sản của ta, cái gì cũng của ta hết, thân người này là của ta, cái gì cũng ta, nhưng mà tất cả các pháp đều vô ngã hết, chỉ có chúng ta tưởng thôi. Vì chúng ta tưởng, chúng ta mới dính mắc vô cái này của ta, cái này của chồng tộc của ta, cái này dữ thôi. Nhưng mà cái cuộc đời nó rất là vô thường, không ai biết được như thế nào. Chúng ta có giàu có, chúng ta có tài giỏi, chúng ta có thông minh, nhưng mà nếu mà mắc dịch tới á, thì nó đâu có chừa ai đâu. Cái quả nó tới, nó chụp một cái rồi đâu có chạy đi đâu khỏi đâu. Ông thủ tướng nước Anh cũng bị ha, ông hoàng thái tử của nước Anh cũng bị nữa. Trời ơi, ai cũng bị hết. Hãy nó dính búa là bị, chứ đâu phải giàu có tiếng tâm mà không bị đâu. Nó không chừa ai hết. Cái quả nó trổ tới là không chừa ai hết. Vậy chúng ta trong câu này khuyên chúng ta nên phải thu chế ngự cái tâm của ta, thu thúc lục căn của chúng ta đối với 6 cảnh trần, chế ngự cái tâm tham, tâm sân và cái tâm tà kiến của ta. Và chúng ta phải đắc các dòng thánh thì mới giải thoát được. Trong cái câu kệ nói với cái ông Mahathana này, ông này rất là có nhiều phước báo. Thứ nhất, ông có đầy đủ ba la mật để mà vô dòng thánh. Hai, ông có làm phước nhiều lắm, mà trong cái lúc này mà Đức Phật thấy ông đủ rồi mới cho ý kiến để cho ngài A Nan thị giả của ngài lợi gặp cái ông này, nói ông này cũng sẽ còn sống có một tuần nữa, là nếu mà không chuẩn bị là vô chảo dầu á, đi đoàn tụ á. Thì ông này đã tu hành nhiều kiếp rồi, ổng nghe một cái ổng chấn động liền, tạm quý chấn động sợ hãi liền, thì mau mau lo cúng dường của Đức Phật. Thì ổng biết cái này, ổng lo cúng dường ổng biết rồi. Nhưng trên thế giới này, trong cái cuộc đời này, có những khi người ta nói mình bị cái này,
nhiều người cũng không tin, cũng chưa có chuẩn bị làm cái gì hết, cũng do cái sự tu tập của họ, cũng như là họ không có nhiều phước báo để mà hiểu rằng cái việc đời là phải nên, cần phải làm cái gì trong lúc này, hay là mỗi ngày chúng ta phải cần làm những bố thí, giữ giới, bố thí, làm phước đủ thứ hết, tu thập thiện, tu thập phước hành tông, là thân khẩu ý, đều phải cố gắng làm cho thuần thục, để mà lúc nào, nói giống như là chuyện võ lâm của Kim Dung vậy ha, lúc nào cũng là 10 thành công lực, lúc nào cũng để ý, mắt, tai, mũi nó cũng dòm hết, cũng biết để coi thân khẩu ý của mình, đừng sổ ra bậy bạ, đừng có làm những điều mà quá đáng, ít nhất cũng phải giữ được 5 giới thì mới tốt hơn. Đó là ít nhất điều đó, nhưng giữ 5 giới cũng rất khó đó quý vị. Có nhiều khi cái tâm, cái ý của mình không để ý thì phạm giới, phá giới là chuyện bình thường, rất là khó. Thì trong cái câu kệ này thì tôi nghĩ rằng Đức Phật muốn nói tới cái chữ tưởng đó. Con người chúng ta bị tưởng tượng nhiều quá, tưởng dính mắt. Ở trong Việt Nam cũng có câu: tưởng giếng sâu tôi thắt sợ dây dài, ai đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợ dây, cũng tưởng thôi nha. Tưởng em này đẹp, tưởng anh này hảo, là đẹp tốt vậy, nó đụng vô một cái tùm lum tùm la trong đó, người ta nói đắp chăn mới biết chăn có rặn, rặn rẹp nhiều quá chạy cả luôn. Thì đại khái là vậy. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nói người ngu mà biết mình ngu là chưa ngu, mà người ngu mà tưởng mình khôn mới là đại ngu. Thì Đức Phật cũng nói cái tưởng rất là quan trọng. Cái tưởng có nhiều khi đúng, có nhiều khi sai, không có thể nào cũng đúng hết. Muốn cho biết đúng thì chúng ta phải học Pháp nhiều, chúng ta phải hiểu Pháp và giữ cái tâm của chúng ta. Khi mà những cái Pháp thiện hay bất thiện nó tới thì chúng ta phải biết nắm bắt những cái đó. Nếu Pháp thiện thì chúng ta hãy nắm bắt cái đó để làm cho nó tốt hơn. Nếu mà Pháp bất thiện tới thì chúng ta hãy chặn đứng lại hay là tiêu diệt nó. Thì như vậy, ha ha ha, con thấy còn có mấy phút nữa à, con thấy nói như đó cũng đủ rồi sao. Còn xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, bữa nay không ai chửi con hết trơn ha. Đừng có tưởng qua giọng nói nghe chị Hi Hi, trời ơi giọng nói Hi Hi. À, thấy em năm bộ trăm, thôi nói vậy tại vì tôi không phân biệt năm kỳ, bất kỳ, trung kỳ á, cái gốc của ông nội tôi, ông cố nội tôi thật biết ra đó là 1-2 năm trước là từ miền Trung vô. Nhưng mà sống ở trong Nam vậy, nhưng mà tôi nghe cái giọng nói thì tôi cái phân biệt người đó miền Bắc miền Nam vậy thôi, đâu có gì đâu, cũng ăn nước mắm vậy mà cũng ở trong đó thôi, đại khái thôi. Nhưng mà cái ý tưởng mỗi người mỗi khác thôi, mỗi cái ba la mặt của mỗi người. Có nhiều ngày nghỉ như vậy, trong như ngoài Bắc người ta thích ăn thịt chó vậy, trong Nam người ta sợ lắm, đại khái vậy. Nhưng mà đó là cái nghiệp của người ta thôi, tôi không để ý chuyện đó. Nhưng mà tôi biết cái người đó là người miền Nam miền Bắc vậy thôi, chứ không có để ý họ làm gì, không kể họ, đó là nghiệp của họ thôi. Dạ con xin chấm dứt ở đây, xin trả máy lại, có điều gì sai xuyết xin quý vị chỉ giáo. Dạ xin chúc quý vị một buổi chiều an vui hạnh phúc, dạ nhất là không ai bị mắc dịch hết. Dạ xin trả máy lại. Alo, 123, 123. À, trong câu Phật ngôn 286 này, cái câu số 3, Iti ba lô quý chinh tê tí anh tá la dành na phu tê tí. Iti ba lô quý chinh tê tí, người ngu tâm tưởng vậy. À, trong cái, nói chung, đừng có nói những cái nước khác ha, mà chính người Việt Nam của chúng ta, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, mỗi vùng miền đều có những cái thù thắng, có những cái hay và cũng có những cái dở. Nhưng mà đa số người Việt Nam của chúng ta là nhà nào cũng có cái hũ mắm hết đó, không loại mắm này thì mắm kia. Nhưng mà với cái hũ mắm như vậy, chúng ta khéo đậy thì nó không có hôi. Còn nếu mà chúng ta không khéo đậy thì cái mùi hôi nó sẽ bốc lên. Trong con người của chúng ta cũng vậy, ai cũng có cái tốt và cái xấu.
ai cũng có cái tốt và cái xấu. Tại sao mình đề cao lên những cái tốt, tự tán hủy tha, rồi mình coi những người khác là xấu, mình là tốt, họ là xấu? Tại sao đưa cái ngã, cái bản ngã của mình lên để rồi đè bẹp những người khác? Trong khi ngài Ananda tới bảo với ông Phú Thương kia, chỉ còn 7 ngày nữa là chết nghe không? Ông kia nghe như vậy hoảng hồn, Covid nó đến mà trong vòng 7 ngày là chết. Thì ông này hoảng hồn, sẵn có Đức Phật, có Chư Tăng ở đó, thì ông ta làm phước trai tăng để bác cúng dường suốt 7 ngày. Trong quen thời gian mà thần chết nó đến thì ông ta cũng đã tạo phước duyên như vậy. Và cái ngày cuối cùng thì khi mà tiễn đưa Đức Phật được đi về, tức là sau khi làm phước xong rồi, cái ô mình bác đi theo tiễn Đức Phật một đoạn đường, ngày nào cũng vậy. Khi nghe Đức Phật thuyết giảng phúc chúc rồi xong thì coi như cũng quan hỷ phần phước đó và tiễn Đức Phật về. Thì trên đường đi về thì ngày thứ bảy này ông cảm thấy rằng ô sao cái đầu nhức dữ vậy này, khó chịu quá. Ông nằm xuống và ông đi luôn. Trong khi ông nghe được cái câu Phật ngôn này, ông đã chứng đắc thánh quả Tu Đà rồi, thì ông nằm xuống và đi luôn. Tức là cái nghiệp của ông đã đến. Với Đức Phật ngài đã tiên đoán như vậy 7 ngày nữa. Và ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ông cảm thấy nhức đầu và nằm xuống là đi lên của trời Đô Xuất ngay. Chúng ta thấy với cái thiện sự ông ta làm dầu trong vòng 7 ngày, nhưng mà cái nhân quá khứ ông ta cũng đã tạo được nhiều phước báo, cho nên trong thời gian ngắn ông đã bổ sung để rồi được Đức Phật phúc chúc qua câu Phật ngôn này, ông ta đã chứng đắc thánh quả. Thì như vậy trong con người của chúng ta cũng có cái tốt và có cái xấu, nhưng mà khi người ta nhắc nhở thì mình cũng phải học những cái hay cái đẹp, nhất là câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy Covid-19 nó đang hoàn thành và nó đến với chúng ta bất cứ giờ phút nào. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng chánh niệm tỉnh giác để biết rằng mình đang làm gì. Nếu mà chúng ta có được một cái sự ghi nhớ và biết mình như vậy thì chắc chắn chúng ta không làm điều bậy, không làm những cái điều xấu. Và chính những cái thiện nghiệp lúc này là hành trang, là tư lương, giống như ông lái buôn kia trong vòng mà ông đã tạo ra một cái hành trang, một tư lương từ một cái nhân sản, tài sản của ông đơn có, mà ông tạo được một cái thánh sản, tức là ông chứng đắc thánh quả Tu Đà Vương. Rồi sau khi thân hỏa mạng chung, ông được sanh về tiên giới trong vòng ngắn ngủi chỉ có 7 ngày. Thôi thì nói theo gương của ông đó, chúng ta cố gắng tạo những cái thiện sự để Covid này thấy những cái thiện sự của chúng ta mà tránh xa chúng ta ra, thì phải may rằng chúng ta ngáp ngáp còn sống kéo dài được thời gian nữa. Thôi thôi, buổi sinh hoạt của đạo tràng để đây xin được kết thúc ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê là sa chô quá chê nạ sô thiểu vô vô tụ sa quạt đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Cô Kim còn để bàn tay làm gì vậy? Thôi cho rồi. Một nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Đã tính
ya ni thaputa ni samagata ni kumma ni vaja ni vanta likhe sate vaputa sumana bhagavanto thopi sakathya sunantu pasitam tahi puta ni sametha sate me manusiya bacha yadi vacharato chaharanti ye pale ಸಹಜ